À, xin chào quý anh chị nha, ngày 8 tháng 10 đó, Đài Quế nha anh chị đó, số 45 Đài Quế nha anh chị đó. Đó, ngày 8 tháng 10 45 hai tờ anh chị sẽ quay xuống, sẽ quay cho anh chị mình xem. Thì nó đây là những số nhỏ nhỏ thôi, mình chung nha anh chị. 09 thì Quảng Ngãi ngày 7 kéo lên nha anh chị, kéo lên khách hàng chúng là Quảng Ngãi ngày 7 tháng 10 đó, đây anh quý vị 09 đó, ngày 7 tháng 10 đây anh chị, đây là 5 tờ 7 tháng 10 09 500 anh em chung nha anh chị, 500 với cái đây 45 nữa là 7 tờ nha anh chị đó, thì chúng chúng không nhiều nhưng mà cũng có giống chơi đó. Rồi thì sẵn thì em mê số này bón cái ngày ngày 9 tháng 10 này, còn có hai sắp quế thôi nè, mà cái này cũng bón được giờ tàm á, là phụ ở quê mình ít có mua nha anh chị. Đó, sẵn thì mình gần tới giờ trả số rồi, cái số trúng sẽ gửi đi. Rồi thì cái đài Đắk Lắk ngày 10 tháng 11 ngày 10 tháng 10 nha anh chị. Đó, ngày 10 tháng 10 rồi, thứ ba rồi, tiếp tục đài Đắk Lắk em sẵn em quay luôn cho anh chị mình xem luôn đó. 02 nha anh chị, 11 48 67 85 90 22 59 35 17 đầu đài Quán Nôm nha anh chị, Quán Nôm 09 đầu của đài Quán Nôm là 36, đài Quán Nôm là 20 tờ, Quán Nôm này là 20 tờ, 09 20 tờ, 36 20 tờ. Rồi thì số đây là số của ngày mai bón nha, ngày 10 tháng 10 nha anh chị, thứ ba nha. Đó, còn cái ngày 9 ở đây còn hai sắp đây, còn hai sắp trả lại nha anh chị. Đó, giờ này sắp trả rồi anh chị, đây coi mấy giờ rồi, cái chị lấy số bây giờ mới có 1:54 đó anh chị, sắp trả số nha anh chị. Đó, khoảng 2:30-3 giờ chị xuống chị lấy. Rồi cảm ơn quý vị anh chị, chúc cho anh chị may mắn phát lộc phát tài. Mấy hôm nay khách mà hàng ta mua tông nó ở gần em trúng, mấy người con người trúng 5 tờ nhất anh chị. Còn dưới Tình Hòa mới đây thì cũng chung đại lý với em trúng 2 tờ đặc biệt ở vòng tờ ăn ủi, thì thông tin mà em nghe được đó, thì em cũng mong giờ anh chị cô bác ai cũng được may mắn được trúng những tờ giấy số lớn giải lớn để cho chúng ta có giống liếng làm ăn, thay đổi vận mệnh cuộc đời. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều. Cảm ơn quý vị anh chị đã dành thời gian xem video của em. Rồi, mua giấy số còn hơi tờ này, anh này trúng đặc biệt hai lần rồi đó, anh bật ra không, đó là trúng đặc biệt một lần, anh sân trúng hai lần. Ở anh mà máy đi ấu dọn trúng đặc biệt một lần như quý vị, cái thời mà 2000 á, tài 2000 trúng 500 triệu á. Còn cái đây chiều nay hơi tờ này, đây máy trúng vào sáng này nè, máy trúng bả tờ đây 09 với 45. Rồi, cảm ơn quý vị anh chị, em xin nhận tạm dừng video. Anh kiếm số à? Số ngày nay thấy rồi, bây giờ nếu mà non kiếm số thì anh lấy đây. Anh cúp vô ai này? Cúp vô ai số nhiều? Rồi.